đấy, trong câu hình bán vâng, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Và hôm nay thì mình mời mọi người cùng mình tiếp tục đồng hành qua cái tuyến đường Hoàng Minh Thảo và đường chợ hàng ngày cuối tuần nhé mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi thăm một cái đặc sản ở Hải Phòng. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với mọi người một đặc sản của Hải Phòng, đó chính là đường chợ hàng vào mỗi dịp cuối tuần mọi người nhé. Mỗi dịp cuối tuần chắc hẳn thì mọi người không còn lạ lẫm gì với phiên chợ hàng của Hải Phòng nữa rồi. Và những người ở Hải Phòng thì ít hay nhiều thì chúng ta cũng có một lần được đi chợ hàng đúng không ạ? Và mình đang di chuyển từ đường Hoàng Minh Thảo, từ phía ngã tư Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Công Hòa, Trần Nguyên Hãn, và mình di chuyển về phía đường chợ hàng mọi người nhé. Vâng, tầm này thì là tầm 9:30 rồi, 9:30 rồi, nhưng mà hiện tại mọi người có thể thấy Hải Phòng hôm nay nắng rất là oi luôn, rất là oi và hành như mọi người ạ. Mặc dù nắng to như thế này nhưng mà ai cũng mặc áo khoác kín mít hết mọi người ạ. Và như là mình đã biết chắc là vào trong chợ hàng thời điểm này thì rất là đông và tắc đường, nhưng mà mình vẫn thích đi vào khu chợ hàng. Mỗi dịp sáng cuối tuần, mỗi dịp sáng chủ nhật cuối tuần ấy, mình mà có việc gì sang Hải Phòng là mình sẽ chọn cái phía đường chợ hàng để đi. Mặc dù biết là sẽ tắc đường và cũng sẽ là rất là đông, nhưng mình rất là thích đi qua cái tuyến này, được ngắm cái phiên chợ ở đây. Và thi thoảng thì mình cũng hay gửi xe và đi thong dong vào trong chợ chỉ để ngắm thôi mọi người ạ. Mặc dù vào cái gì cũng thích nhưng mà nói chung là cũng chỉ để ngắm thôi. Có mua thì chỉ mua ít cây ấy, cây cối hoặc hoa lá về trồng thôi, chứ những cái con động vật ở trong rất là thích, chó mèo rất thích, nhưng mà cũng không thể mà mua được, không nuôi được cái mọi người. Và chúng ta đang được tiến gần tới phía cuối đường Hoàng Minh Thảo rồi, và hiện tại thì ở dưới này mọi người có thể thấy nhìn hàng quán hai bên đường bắt đầu đông lên rồi này. Và hàng quán bây giờ kéo dài đến tận lên trên này mọi người ạ. Quá là đông luôn. Bên này bán rất là nhiều lan. Và nhất là mỗi khi dịp gần Tết thì ở phía đường Hoàng Minh Thảo này rất là nhiều lan bán mọi người nhé. Các loại lan luôn. Và cây cối cũng thế, rất là nhiều. Vâng, do là cuối tuần nên là tất cả mọi người đều được nghỉ, nên là phiên chợ hàng khá là đông, từ trẻ con cho đến phụ nữ, đến người già và đến thanh thiếu niên mọi người ạ. Đi chợ hàng rất là đông, không phải người ta đi để mua bán một cái gì cả, nhiều người đi chỉ để ngắm thôi, chỉ để chơi thôi và cho nó vui thôi. Và có rất là nhiều cái mặt hàng mà chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ, hoặc là chúng ta khá là thích thú luôn. Vâng, hiện tại thì cái đoạn Hoàng Minh Thảo ở khu dưới này thì là cấm ô tô vào mỗi ngày chủ nhật mọi người nhé, cấm ô tô từ 6 giờ sáng đấy. Và chỉ cấm riêng ngày chủ nhật thôi. Nếu mà ngày chủ nhật mà ô tô đi vào đây nữa thì chắc chắn là sẽ tắc cục bộ luôn mọi người ạ. Đường rất là đông, cái đoạn trên này còn khá là vắng. Tí nữa đi xuống cái đoạn dưới gần chỗ nút giao với lại đường chợ hàng ấy thì đông nghịt luôn mọi người ạ.
hai cô gì cho bác Quỳnh với chị quay trở lại phố Hàng Ba ngày hôm nay. Chúng tôi đang đồng loạt cửa hàng hàng công ty, chúng tôi đang đồng giá cửa hàng hàng ổ chân công ty. Chúng tôi đang ngày giá sáng kích bảng là 180 đề về cái là 100 ra bỏ cửa và anh được đánh vào bệnh mà hàng nếu mà người tốt ra đang được hàng sáng là 180 đề về thank you.
Chỉ số PE 2.5 ở mức trên 200, có thời điểm vượt mức lên đến gần 300. Sau 30 phút bật máy ở chế độ turbo, nồng độ bụi đã giảm mạnh. Chỉ số PM 2.5 chỉ còn ở mức dưới 5, ban đêm thì đã chuyển sang xanh dương, cho thấy không khí đã về mức an toàn. Các mùi khói thép và mềm cũng giảm đáng kể nhờ màng lọc than hoạt tính ở bên trong máy. Đặc biệt, hình ảnh dữ liệu ghi lại từ cảm biến đo bụi của Tornado AP1520C và máy đo bụi chuyên dụng mà bên mình hay dùng để đo là HT9600 của hãng Tornometer khá tương đồng nhau trong các lần đo. Cho thấy chất lượng cảm biến đo bụi kiểu chiếc máy là một cái với Bình Phạm Store có tại địa chỉ số 145 chợ Hàng Mới, Lê Trần Thành, Hải Phòng để tham gia chương trình.